Apple đã phát hành bản beta dành cho nhà phát triển thứ hai của iOS 15.2, bao gồm hỗ trợ cho tính năng an toàn giao tiếp mới trong Messages. Tính năng này đã được công bố vào đầu năm nay. Cùng với tính năng công nghệ phát hiện lạm dụng tình dục trẻ em, CSAM, mới gây tranh cãi của công ty mà Apple đã trì hoãn sau phản ứng dữ dội. Trong khi đó, tính năng tin nhắn mới nhằm cho phép các bậc cha mẹ đóng một vai trò tích cực hơn và đầy đủ thông tin hơn khi giúp con cái họ học cách điều hướng giao tiếp trực tuyến. Messages sẽ có thể sử dụng công nghệ máy học trên thiết bị để phân tích các tệp đính kèm hình ảnh và xác định xem một bức ảnh đang được chia sẻ có khiêu dâm hay không. Công nghệ này không yêu cầu Apple phải truy cập hoặc đọc các thông tin liên lạc riêng tư của trẻ vì tất cả quá trình xử lý đều diễn ra trên thiết bị. Đó là tính năng chia sẻ trong gia đình để cha mẹ chọn tham gia. Nếu một bức ảnh nhạy cảm được phát hiện trong một chuỗi tin nhắn, hình ảnh đó sẽ bị chặn và một nhãn sẽ xuất hiện bên dưới ảnh ghi rõ ảnh này có thể nhạy cảm kèm theo một liên kết để nhấp vào để xem ảnh. Nếu đứa trẻ chọn xem ảnh, một màn hình khác sẽ xuất hiện với nhiều thông tin hơn. Ở đây, một thông báo cho đứa trẻ biết rằng những bức ảnh và video nhạy cảm cho thấy những bộ phận cơ thể mà bạn che bằng đồ tắm và đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng những bức ảnh và video nhạy cảm có thể được sử dụng để gây hại cho bạn. Điều đáng chú ý là Apple đã thực hiện một số thay đổi đối với tính năng an toàn liên lạc so với kế hoạch ban đầu. Ban đầu, công ty đã lên kế hoạch thông báo cho các bậc cha mẹ nếu con họ dưới 13 tuổi xem một hình ảnh khiêu dâm trong tin nhắn. Apple đã loại bỏ tính năng này sau khi nhận được nhiều lời chỉ trích rằng nó có thể gây ra rủi ro cho trẻ em được đề cập. Tính năng an toàn liên lạc hiện có sẵn trong phiên bản beta của iOS 15.2. Hiện tại vẫn chưa biết khi nào Apple có kế hoạch chính thức phát hành tính năng này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!